Chào quý vị các bạn, hôm nay mình bên sửa chữa laptop 24 giờ sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách tận dụng pin laptop cũ bỏ đi để làm một cái sạc dự phòng. Hiện tại thì đây mình đang trên tay mình đang là một cái box sạc dự phòng 8 cell pin mà mình đã đặt mua. Bạn có thể mua trên Lazada, Shopee, giá nó chỉ từ khoảng vào 65.000, thêm phí vận chuyển thì nó sẽ rơi khoảng 75.000 thôi. Hôm nay để có cái pin laptop cũ bỏ đi thì các bạn có thể là qua các cơ sở sửa chữa laptop 24 giờ để mua cell pin cũ hoặc là mua hẳn một cái quả pin cũ. Hiện tại trên tay mình đây đang có cái pin của một cái laptop Dell dòng sản xuất tại đây là cell Made in Korea, loại rất tốt, dùng cho pin sạc dự phòng. Hiện tại mình sẽ đã bóc tách trước là 4 cell pin rồi và mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn bóc tách tiếp 4 cell còn lại cho cái pin sạc dự phòng này nhé. Mình dùng một cái kìm linh kiện, kìm cắt linh kiện nhé. Mình có thể tách cẩn thận, nếu mà là các bạn nữ thì có thể là nhờ các bạn nam làm vì cái này có thể dẫn đến dây chập điện. Vì pin này là pin laptop cũ đã qua sử dụng nên là các chân nó đã được hàn seal bằng máy hàn điểm rồi, nên là các bạn cố gắng cắt cho nó bằng phẳng cái chân này. Và nếu mà các bạn có thời gian thì có thể tẩy cái keo chống nước gắn ở đây thì càng tốt. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn đã có các cell pin thì mình sẽ dùng đồng hồ để đo. Nếu mà còn là còn sống thì các bạn giữ lại, còn còn nào đã chết thì các bạn có thể bỏ đi. Mình cần một cái đồng hồ để đo xem pin này còn sống hay đã chết nhé các bạn. Đó, pin này còn 3,5V này. Dòng pin này là dòng sạc đầy của nó là 4,2V nhé. Và dòng đóng trước ngắt xả là 3,5V. Sau khi các bạn có được cell pin hoàn chỉnh như này thì các bạn có thể dùng máy iMac B6 mini để đo độ trở cho pin. Còn các bạn nào mà không có máy iMac mini B6 thì các bạn cho luôn vào cái sạc dự phòng là chúng ta có thể sử dụng được cái sạc đấy rồi. Đây mình sẽ đo cho các bạn một lần. Đó là 81 mini ohm. Đấy. Đối với những cái cell mà có 81 mini ohm này thì chúng ta có thể sạc dự phòng, làm sạc dự phòng được rồi. Còn nếu mà những cái quả pin nào mà nó lớn hơn khoảng 120 mili ohm thì chúng ta có thể bỏ đi cũng được. Sau khi chúng ta đã có pin rồi thì chúng ta chỉ cần nắp cái pin này đúng chiều là chiều âm và chiều dương của cái sạc dự phòng này. Chúng ta đã có một cái sạc dự phòng có thể báo thông số điện áp. Đây là 28%. Chúng ta lắp đầy đủ 8 cell vào các bạn nhé. Chúng ta đã có một cái sạc dự phòng. Sau khi chúng ta đã lắp hết thì chúng ta chỉ cần cho keo lên và cố định là được thôi. Tại vì trong các cell pin của chúng ta có những cell pin nó đã hết điện rồi nên là điện áp nó lại sụt về 0%. Các bạn muốn cái sạc này sử dụng được thì các bạn hãy cắm vào cái sạc bộ sạc điện nhé, thì nó sẽ cho chúng ta điện áp sạc như bình thường. Đây chúng ta sẽ test thử này luôn. Đấy, đang báo sạc vào điện các bạn nhé. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công.